Xin chào tất cả các bác đã quay trở lại với kênh hàng Nhật Bãi Tới Dương. Trong video clip ngày hôm nay thì cửa hàng em liên cho các bác những dòng phẩm mà các bác quan tâm nhất, đó là những chiếc quạt Nhật nội địa, cũng là những chiếc vừa mới cập bến tại cửa hàng. Thì hôm nay em có dòng phẩm từ cánh 30, quạt bàn, quạt lửng và cánh 35. Cánh 35, quạt lửng Lationa và cánh 40. Cánh 40 các bác nhé, là dòng Mitsu, cùng với một chiếc quạt san vua hai cần gạt cánh rêu, phím rêu, một trong những dòng phẩm VIP nhất hiện nay. Nó nói chung là dòng cánh rêu, phím rêu, nó là dòng VIP nhất rồi. Hôm nay thì em sẽ lên cho các bác những cái dòng sản phẩm mà có sải cánh lớn, để cho rất nhiều bác cũng rất hỏi là sải cánh to 40. Thì hôm nay em có cả 35, 40, 30. Bác nào mà thiện chí đến dòng sản phẩm nào thì alo cho em nhé. Chiếc đầu tiên em giới thiệu cho bác, đây là một chiếc quạt mang thương hiệu của hãng Mitsu. Cái dòng quạt khủng khiếp này, với sải cánh 40, sức gió có thể thổi bạt bay tất cả các dòng, những cái gì vật đằng trước của nó, như cạn của nó. Cánh 40 nó là dòng khủng khiếp nhất rồi. Với bộ lồng lồng trước là lồng mạ lốc nhá các bác nhá. Lồng mạ lốc còn rất là ok nhá, còn rất là ok nhá. Đấy, lồng mạ lốc. Đấy, Mitsu. Mặt này là mặt Meka trong vắt. Có thương hiệu Mitsu. Đấy, logo thì màu vành chrome. Phím số là phím số của nó là dòng phím số Elok nhá. Đây là Elok nhá. Đồng hồ cáp. Đây là đồng hồ cáp các bác nhá. Đấy. Con này là thân gang sắt. Gang sắt các bác nhá. Bầu sắt. Đấy. Riêng với cái dòng mà cánh 40 mà gang sắt toàn bộ như bầu sắt này, cột sắt này, thân sắt này. Đấy, còn một số điểm nho nhỏ thì là bằng nhựa thôi. Đấy là gọi là điểm trang trí, còn đâu là gần như là bằng sắt hết, trừ cánh này. Đấy. Nói chung là rất là đẹp luôn với con cánh 40 này. Các bác kể cả là cái lốc này, ốp vành quanh này, còn sáng này. Đấy. Lốc này còn sáng luôn. Rất là ok nhá, bầu đẹp nhá, bầu gang sắt đẹp luôn. Thân cổ đẹp, nói chung là với con mít cánh 40 này các bác sở hữu nói thật là rất là ok luôn. Với những bác rất thích những cái dòng cánh 40, với những cái sải cánh 40 này, họ lên mà những chiếc quạt cây thì họ bán ra giá tiền rất là khủng khiếp, giá rất nó rất là cao. Nên là họ thường bỏ cánh những chiếc quạt bàn này đi, mà họ sẽ lưng lên cánh 40 của những chiếc quạt cây họ dựng. Họ bán giá nó rất là cao, nên là những cánh 40 vẫn nguyên bản như thế này, rất là ít và rất là hiếm từ bên Nhật. Cực kỳ là hiếm luôn, để mà săn tìm những sải cánh 40 mà có những chiếc Mitsu. Rất là hiếm nhé các bác nhé. Bác nào mà muốn sở hữu chiếc này, còn rất là đẹp luôn. Nhá, logo cũng VIP. Đấy. Rồi là tất cả mọi hình thức của chiếc này. Em bao luôn, đẹp, lành lặn, cánh lành và tất cả mọi chi tiết, cũng như lồng mè đẹp nhé. Lồng mè của nó cực kỳ là ok luôn. Đấy. Lồng trước, lồng mạ, lồng sau, lồng si. Với chiếc mít cánh 40 này, hiện tại là cửa hàng em đang bán ra với giá là 7 triệu 500 nghìn đồng. 7 triệu 500 nghìn đồng, bác nào mà thiện chí thì alo cho em nhé. Đấy. Giá rất hợp lý cho chiếc cánh 40 này. Bác nào mà gần thì đến nơi xem trực tiếp. Còn bác nào ở xa thì em sẽ hình gửi ảnh chi tiết nhé. Đấy. Chiếc tiếp theo em sẽ lên cho các bác từng chiếc một. Đây là một chiếc Sanier. Chiếc Sanier cánh rêu, phím rêu. Chiếc này là có vẫn còn miếng đổi màu, mặt vân đá đổi màu nhé. Thân thủ đẹp, con này thì cực kỳ là đẹp luôn, phím của nó đẹp luôn, thân cột đẹp, ốp phần ốp này cũng sáng này, đồng hồ này,
Riêng với những chiếc quạt mà đẹp nhé, các bác cứ tìm hiểu trên thị trường từ cái chân, chân, thân, cột mới như thế này, mặt vẫn còn đầy đủ tất cả các tính năng như thế này các bác nhé. Tem mác vẫn còn zin đét, góc chỉnh độ 45, 65, 100 độ vẫn ok, tất cả của nó gần như là đẹp nhé, đẹp xuất sắc luôn. Con này thì không có điểm trừ, không có điểm trừ các bác nhé, từ cổ mịn 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 luôn, thân bầu đẹp, lồng đẹp, cánh đẹp nhé, cánh rêu đẹp mỹ mãn luôn. Đấy, với những chiếc quạt mà đẹp như thế này, mà dòng hai cần gạt các bác biết rồi, hai cần gạt, một là gạt lên xuống chiếc quạt, hai là có cần bên này là gạt túp lăng cáp nhé các bác nhé. Đấy, để chỉ điều chỉnh đảo chiều của gió lên rất là ok luôn. Đấy, và dòng này gió của nó cực kỳ là chất và êm, gió sâu xa, dòng cánh xoắn tít luôn đấy. Loại này là VIP nhất trong tất cả các dòng, như lồng của nó quá đẹp luôn, với con mà còn bộ lồng đẹp như thế này, thân thủ đẹp, bầu đẹp và đầy đủ tính năng gần như là mới, thì các bác cũng biết là giá của nó sẽ rất là cao. Đấy, chơi những cái dòng này thì mới đáng để sưu tầm, đáng để các bác sưu tầm. Mã số của nó là 687 và em đang bán ra với giá là 7 triệu đồng. Bác nào thiện chí thì alo cho em. Còn các bác muốn mua quạt xấu, những quạt cỏ xấu thì nó chỉ tầm vào trên 3 triệu 4 triệu. Đấy, những cái dòng quạt gọi là thiếu rồi là xấu xấu một chút là cái giá nó như vậy, còn đẹp thì nó có thể đắt gấp đôi tiền. Bác nào mà thiện chí chơi thì alo cho em. Tiếp theo thì em sẽ lên cho các bác một chiếc là vân gỗ cánh 35 các bác nhé. Con này là dòng cánh sâu rút, ốc to, xài cánh 35, lồng trước là lồng mạ inox nhé, lồng mạ inox còn sáng bóng luôn, lồng mạ inox đẹp, logo đẹp nhé. Đấy, cái dòng này là gọi là la cốc các bác nhé, la cốc, đây là gọi là la cốc, mặt vân gỗ, phím số này là nhựa giả da, phím số nhựa giả da và có chức năng số ngủ các bác nhé. Dòng này có chức năng số ngủ, hai đồng hồ cáp và đồng hồ hẹn giờ và nút nhấn thu dây. Con này cũng là một trong những dòng full tính năng, thân cột gang sắt, cổ sắt các bác nhé. Đấy, riêng cái dòng này thì là nó là sắt, đế sắt, gang. Đấy, nói chung là những cái dòng quạt đẹp mà còn đầy đủ tính năng như nút nhấn thu dây, dây dạ vẫn ok. Đấy, mặt vân gỗ đẹp, mặt vân gỗ cũng không có xây sát, không có xây xước gì cả, đẹp bóng khứ khứ luôn. Các bác nhìn, mặt vân gỗ đẹp hết bài luôn, thân cột đẹp, gang sắt. Đấy, con này có 5 số và có chức năng số ngủ lên là 4 chế độ gió, rất là ok luôn. Để mà các bác sưu tầm những cái dòng mà còn đầy đủ tính năng cũng như độ đẹp, độ chuẩn chỉ của nó, thân bầu cũng đẹp luôn nhé, thân bầu đẹp luôn. Đấy, thân bầu đẹp. Cánh 35 thì các bác biết rồi, riêng cái bộ cánh 35 này không thì cũng giá cũng bằng nửa con quạt rồi, với cái bộ cánh này. Đấy, mã số của nó là 685 và em đang bán ra với giá là 7 triệu đồng. Bác nào mà thiện chí cánh 35 này thì alo cho em nhé. Đấy, đấy, các bác thích đồ đẹp, thích hàng chất lượng, mà con này nặng gần 10 kg nữa các bác nhé, chất gió thì thôi khỏi phải bàn luôn. Tiếp theo thì em sẽ lên cho các bác một chiếc quạt Hitachi, dòng đây là gọi là hy ủng, và chiếc này thì kể cả có cái logo cũng rất là dị các bác nhé. Các bác không bao giờ kiếm được một chiếc nào mà có cái logo đằng trước mà nó dị như này. Cái này công tắc là chả biết nó để làm gì, nhưng nó có công tắc này. Đây công tắc tắt bật này. Đấy, chả biết để làm gì. Thế nhưng mà ngược lại với cái bộ logo này nó cũng VIP rồi, nó cũng hầm hố, nó cũng khác với lại rất nhiều cái dòng sản phẩm khác rồi. Cánh rêu và lồng trước là lồng mạ inox còn rất là mới nhá, còn rất là mới luôn. Đấy, lồng mạ inox quá đẹp luôn. Và chiếc này thì đều tăm tắp, thân thủ đẹp này.
Đây là nó là màu xanh. Đúng là màu, cũng là màu tương ứng với màu cánh thôi. Con này là số gạt nhé, số gạt gió cực kỳ là hay, riêng cái dòng hy này gió cực kỳ là ok luôn. Đồng hồ hẹn giờ và đồng hồ cáp với tính năng hoạt động của chiếc này hoạt động hoàn hảo luôn, tất cả là hoàn hảo luôn nhé. Thân đế là cũng vậy, em bao là đẹp luôn. Con này nó gọi là hy ủng các bác nhé, dòng hy ủng nhé. Đây nó gọi là hy ủng các bác này. Chân của nó rất là giống ấy, nó gọi hy ủng nhé. Số trượt tem mác thì vẫn còn, tem mác vẫn còn nguyên này. Đấy. Thân cổ bầu phần trên trắng lõn trắng là luôn, đều tăm tắp, đều tăm tắp nhá. Cổ các bác nhìn trắng lõn trắng là luôn, bầu cũng vậy. Đấy, cái phần nguyên cái phần trên của nó vẫn còn mới. Riêng cái dòng này thì nó không có đồng màu, thân thì nó là màu màu vàng vàng kem, nhưng mà phần trên này từ cổ giờ lên thì lại màu trắng sứ. Nói chung là nó cũng không được đồng màu nên, nhưng mà nó rất là đẹp và gió của nó con này cực kỳ là hay luôn. Đấy, tất cả là ok hết nhá các bác nhá. Các bác mà thích những cái dòng quạt đẹp này, quạt đẹp này, những chiếc này nếu như mùa, nếu như là mùa hè thì có giá từ 2 triệu 6 đến 2 triệu 7. Có thể có những chiếc trên cả trên 3 triệu cơ. Đấy. Nhưng với mùa này thì giá của nó cũng rất là hợp lý để cho các bác. Ví dụ với mùa này thì các bác lại sử dụng quạt nhiều hơn. Chính là mùa này thì lại sử dụng lưu diêu gió thì lại cần phải dùng quạt nhiều hơn. Đấy. Thời tiết nắng nóng không ra nóng, rét không ra rét, lúc nào cũng ươm 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 thì các bác sử dụng quạt là rất là nhiều. Các bác nhìn con này có bộ logo hầm hố luôn các bác, không có đố các bác tìm đâu ra một chiếc quạt mà có cái bộ logo đẹp như thế này. Và logo của nó hầm hố luôn nhé. Cái này chả biết nó làm cái gì. Nhưng mà nó sinh ra như vậy thì em bán ra như vậy thôi. Em cũng chả biết được. Vì là đây những chiếc quạt mà cái logo nó trông rất là hầm hố này. Đấy, lồng mới tinh luôn. Lồng mạ này của nó còn đạt đến 9,5 cơ. Đấy. Đẹp như vậy. Lồng trước là lồng mạ, lồng sau là lồng si, cũng rất là ok. Thân bầu trắng lõn trắng là. Đấy. Đấy. Nói chung là con này thì giá cũng hợp lý thôi. Chả có một cái gì để mà phàn nàn nó cả, vì là nó vẫn còn rất là ok. Con này mã số của là 684 và em đang bán ra với giá là 2,2 triệu đồng. Giá là em bán tại cửa hàng, còn các bác có nhu cầu chuyển năng điện 220 thì cộng thêm 100k cho sản phẩm đấy nhá. Các bác chuyển khoản hết là em sẽ bao ship, còn các bác cọc là tối thiểu 500k. Các bác sẽ chịu tiền ship. Tiếp theo thì em sẽ lên cho các bác một chiếc quạt Sanyo vua nữa. Đây là một trong những dòng quạt bàn có sải cánh 30, cánh xoắn, xoắn sâu. Và dòng này cũng là một trong những dòng thương hiệu của dòng Sanyo vua nhé. Với những chiếc này thì các bác mà nhà có trẻ nhỏ này, các bác có lớn tuổi này, sử dụng một phòng ngủ, hai phòng khách, ba phòng làm việc rất là hợp lý và gió của nó cực kỳ là hay. Cực kỳ là hay nhé. Dòng Sanyo vua thương hiệu. Các bác biết rồi, cái dòng vua thì động cơ của nó thì rất là chất, tức là cái dòng bầu vuông này rất là chất luôn và gió cực kỳ là hay. Thân thủ đẹp, em bao lành nhặn không bể vỡ nhé các bác nhé. Từ hộp đựng dây cho đến thân thủ và kể cả là đây các bác nhìn, tem của nó vẫn còn này, tem của nó vẫn còn luôn, tem bạc. Đấy. Riêng cái dòng này cũng là dòng quạt cổ các bác nhé, dòng quạt cổ và cũng có ra đời cũng đến 6-70 năm rồi đấy. Nên là cái chất và máy và động cơ của nó thì khỏi cái bản, và độ đẹp con này thì cũng không có bể vỡ, không có xước sát, gần như là rất là ok luôn các bác nhé. Thành vách nét căng luôn, màu này, bộ đội đẹp luôn. Đấy. Từ thân bầu, thân cột, thành vách, đế sắt rất là ok nhé. Đấy. Chiếc này cánh 30 và chất gió của nó thì là tuyệt vời luôn, cũng ba chế độ gió thay đổi. Cánh xoắn
Con này thì hiện tại là cửa hàng em đang bán ra với giá là 2 triệu đồng. Bác nào mà thiện chí thì nhấc máy liên hệ với em nhé. Còn đến với cửa hàng em thì em còn cũng còn rất là nhiều dòng phẩm để cho các bác lựa chọn. Còn bác nào mà thiện chí, đam mê đến dòng quạt cây. Đây là một chiếc quạt mang thương hiệu Sanyo, cánh 35 và chiều cao của nó là 1m35 các bác nhé. Đấy. Cánh 35 và rất là mới, các bác nhìn gần như là mới cứng luôn nhé, gần như mới cứng luôn, logo mới tinh, các bác nhìn nhé. Kiếm tìm những chiếc quạt mà mới và có độ đẹp, hoa văn đẹp, mới cứng cong, dây dợ ok hết, zin đét toàn tập. Đấy, số gạt thân bầu trắng lõn trắng là luôn, bầu vuông bầu vát, có cả góc chỉnh độ, tem mát mới cứng cựa như là chưa sử dụng. Tem của nó đây các bác nhìn đây, tem mới tinh đây, cái hộp đựng đằng sau của nó đây mới cứng này. Đây số xiếc này, bầu vuông bầu vát, cánh 35 mà nói chung là rất là mới luôn. Đấy các bác nhìn đây, những chiếc quạt cây thì các bác có thể để phòng khách nhé, phòng khách, phòng làm việc, phòng ngủ cũng ok hết. Nói chung là chiếc này thì cũng đa năng, các bác có thể để bất kỳ vị trí nào, nhất là các bác để phòng khách thì cũng là đẳng cấp. Nói với một chiếc quạt Nhật mà còn mới còn đẹp như dòng Sanyo này, gió cực kỳ là hay. Đấy, bác nào mà quan tâm thực sự đến dòng phẩm này thì chủ động nhấc máy lên với em nhé. Tất cả các dòng phẩm trên cửa hàng em, các bác nào liên quan đến dòng phẩm nào thì liên hệ với em qua số điện thoại 0975 067846 nhé. Zalo của em cũng là số điện thoại luôn. Em xin hẹn các bác ở video clip sau.